tại thủ đô Hà Nội, chương trình sữa học đường chính thức triển khai từ ngày 2 tháng 1 năm 2019. Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố trực tiếp tổ chức thực hiện, Vinamilk là nhà cung cấp sữa. Qua gần 2 năm triển khai, với sự chỉ đạo sát sao từ Ủy ban Nhân dân thành phố, sự đồng hành đầy trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chương trình sữa học đường Hà Nội là đề án lớn nhất trong 24 tỉnh thành phố trên cả nước đang thực hiện. Có số lượng điểm trường lớn nhất, số trẻ thụ hưởng hơn 1 triệu học sinh uống sữa mỗi ngày. Nhưng chương trình vận hành rất trơn tru và hiệu quả. Đây cũng trở thành một phần không thể tách rời trong hoạt động giáo dục của thủ đô Hà Nội, được tất cả các nhà trường và thầy cô tâm huyết, phụ huynh hoan nghênh vì tính nhân văn của chương trình. Khi cái chương trình sữa học đường bắt đầu, tôi cũng có được tìm hiểu qua các cái phương tiện truyền thông. Thì theo tôi thì cái chương trình sữa học đường là một cái chương trình mang ý nghĩa nhân văn hết sức cao cả và nhằm hiện thực hóa cái giấc mơ sữa Việt và nâng cao tầm vóc, trí lực cho thế hệ trẻ Việt Nam, tạo một cái nền tảng cơ bản ở lứa tuổi mầm non và tiểu học cho các con. Để đi đến thành công, công tác chuẩn bị có vai trò quan trọng. Trước thời điểm chính thức cho trẻ uống sữa, đã có ít nhất 30 buổi tập huấn được tổ chức cho 10.000 lượt người là cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, phụ huynh học sinh, khảo sát trên 4.000 điểm trường. Điều này thể hiện sự chu đáo và chuyên nghiệp của nhà cung cấp trong từng công việc, dù là nhỏ nhất. Sở dĩ có được niềm tin như vậy còn bởi uy tín, chất lượng các sản phẩm sữa tươi 100% tự nhiên của Vinamilk từ lâu đã đạt được các tiêu chuẩn khắt khe toàn cầu. Sữa được làm ra bởi hệ thống 12 trang trại chăn nuôi bò sữa quy mô lớn trên cả nước, trong đó 10 trang trại đạt chứng nhận chuẩn Global Gap châu Âu, 2 trang trại Organic. Sữa tươi nguyên liệu bảo quản lạnh được chuyển thẳng từ trang trại tới 12 nhà máy hiện đại, điều khiển tự động hóa hoàn toàn bằng hệ thống máy tính thông minh. Sử dụng robot từ khâu nạp nguyên liệu đầu vào đến khâu chiết rót và đóng hộp thành phẩm, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giữ được vị tươi ngon, thuần khiết. Gần đây, công ty trách nhiệm hữu hạn Intech Việt Nam LLC, thành viên của Hiệp hội Nghiên cứu Thị trường Mỹ MRA tại New York và Chicago, tiếp tục xác nhận Vinamilk là công ty sở hữu hệ thống trang trại đạt tiêu chuẩn Global Gap lớn nhất châu Á. Theo Plimson, công ty chuyên gia trong lĩnh vực phân tích tài chính kinh doanh tại Anh, Vinamilk hiện đang nằm trong top 50 công ty sữa lớn nhất toàn thế giới. Riêng sản phẩm sữa học đường còn được nghiên cứu và bổ sung thêm vitamin và các vi chất dinh dưỡng thiết yếu theo khuyến nghị của Bộ Y tế. Hiện tại thì nhà máy sữa Tiên Sơn đang sản xuất sữa tươi học đường cho học sinh bằng công nghệ thiết bị của các nước G7 châu Âu hiện đại bậc nhất thế giới. Trong quá trình sản xuất thì chúng tôi kiểm tra kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào cho đến thành phẩm theo đúng cái tiêu chuẩn ISO 9001:2015, FSC 22000 được các tổ chức chứng nhận hàng đầu thế giới chứng nhận. Đặc biệt đối với mỗi hộp sữa tươi cho chương trình sữa học đường thì chúng tôi kiểm tra kiểm soát một cách nghiêm ngặt bằng các thiết bị hiện đại tại phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025:2005. Chính vì vậy, các sản phẩm cho chương trình sữa học đường hoàn toàn đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm và đảm bảo chất lượng theo như công bố đối với các cơ quan nhà nước. Nhìn rộng hơn, đến nay, hơn 60 quốc gia trên thế giới đã triển khai chương trình sữa học đường. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ rõ trẻ em ở mốc từ 2 đến 12 tuổi được uống sữa tươi mỗi ngày sẽ tăng chiều cao từ 1,5 đến 2cm so với mức trung bình, có sức đề kháng tốt bởi sữa là thực phẩm tự nhiên, giàu chất dinh dưỡng, dễ hấp thụ, chứa hàm lượng vi chất phong phú, tốt cho sự phát triển về thể lực, chiều cao của con người. Năm 2016, Vinamilk chính thức sở hữu 100% cổ phần của nhà máy Driftwood tại Hoa Kỳ vì nhà máy có lịch sử lâu đời trong việc thực hiện chương trình sữa học đường tại các trường Los Angeles, Hoa Kỳ. Đây chính là điều Vinamilk mong muốn nhằm nhân rộng sứ mệnh cao cả ra toàn thế giới, phát triển thể trạng và trí tuệ cho lứa tuổi học đường. Còn tại Việt Nam,
Chương trình sữa học đường được triển khai từ năm 2007 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với vai trò tiên phong đồng hành của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk. Đến nay, Vinamilk đã thực hiện chương trình sữa học đường tại 22 trên 24 tỉnh thành thực hiện chương trình sữa học đường trên cả nước. Sau 13 năm, đến tháng 5 năm 2020, Vinamilk đã hỗ trợ trên 500 tỷ đồng cho chương trình sữa học đường với gần 420 triệu hộp sữa cho hơn 3,3 triệu trẻ em học sinh mầm non tiểu học ở các tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bình Định. Con càng uống sữa này con càng thấy ngon, con càng thấy ngọt. Uống sữa này cao lớn, khỏe mạnh, thông minh và học giỏi. Sau 2 năm kể từ khi bắt đầu thực hiện, chương trình sữa học đường Hà Nội thực sự đã đi vào nề nếp, xứng đáng là hình mẫu, là mô hình chuẩn để các địa phương khác học hỏi, tham khảo kinh nghiệm thực hiện ở tỉnh, thành phố mình. Tính đến nay, toàn thành phố có khoảng 1.050.000 trẻ mẫu giáo và tiểu học tham gia uống sữa học đường, đạt tỷ lệ 91,16%. Trong đó, khối mầm non tiểu học công lập, tỷ lệ trường tham gia là 100%, tỷ lệ trẻ đăng ký uống sữa là 93%. Khối ngoài công lập, tỷ lệ cơ sở giáo dục đăng ký tham gia đạt 86,74%, tỷ lệ trẻ đăng ký tham gia đạt 80,73%. Sở dĩ chương trình đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ năm sau cao hơn năm trước là bởi với các em nhỏ, uống sữa ở trường cùng bạn bè là niềm vui mỗi ngày. Còn với các bậc phụ huynh, họ thực sự hạnh phúc khi con em mình được thụ hưởng một chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Cũng thông qua chương trình, nhiều em học sinh diện nghèo, cận nghèo, học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện chính sách tại thủ đô được uống sữa học đường miễn phí. Năm học 2019-2020 chứng kiến sự giãn cách xã hội chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây nên. Học sinh các cấp học, bậc học trên cả nước phải nghỉ học 3 tháng liền để phòng chống dịch. Kể từ ngày 11 tháng 5 năm 2020, hơn 1 triệu học sinh mầm non và tiểu học Hà Nội đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ lịch sử. Sau khi các nhà trường, cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập cơ bản đã khôi phục lại mọi hoạt động bình thường, thì chương trình sữa học đường cũng tiếp tục được nối lại sau hơn 3 tháng gián đoạn. Sau một cái kỳ nghỉ dịch có thể nói là lịch sử rất là dài, khi mà được cái công văn là các con được tiếp tục quay trở lại học và không còn giãn cách nữa thì một niềm vui vỡ òa trong lòng của các cô giáo, của bản thân tôi cũng như là của phụ huynh và học sinh. Và chúng tôi đã làm tất cả những cái gì, ví dụ như là phun thuốc khử khuẩn, lau dọn sân trường, lớp học bằng cloramin B, thế và tẩy trùng toàn bộ cái khu vực đựng kho đựng sữa cho các con. Trước khi các con uống thì các con được cô giáo hướng dẫn phải rửa tay sạch sẽ rồi lắc nhẹ hộp sữa. Uống xong thì các con biết để hộp vào đúng nơi quy định. Và một cái niềm vui là khi con tới trường đến ngày 11 tháng 5 vừa qua thì các con lại 100% học sinh vẫn tham gia uống sữa học đường. Năm sau con sẽ lên học cấp 2 và con mong rằng con sẽ tiếp tục được uống sữa trong chương trình sữa học đường. Là ước mơ cá nhân của con sau này con muốn làm vận động viên bóng rổ. Để trở thành vận động viên bóng rổ thì con cần phải luyện tập thể thao chăm chỉ và uống sữa đều đặn ạ. Chính niềm vui và háo hức được đến trường, được gặp lại bạn bè, thầy cô, được uống sữa của trẻ thơ đã khiến các nhà quản lý vững tin vào quyết định thực hiện chương trình sữa học đường, tin vào con đường mình đi là đúng đắn, có ích cho xã hội. Cho đến thời điểm này, chúng tôi khẳng định rằng chương trình sữa học đường đã thu hút được sự ủng hộ của đông đảo cha mẹ học sinh cho các cháu mẫu giáo và tiểu học sử dụng chương trình sữa học đường. Và các em học sinh khi được uống sữa rất là hào hứng, rất là phấn khởi. Và các em coi như đó là một hoạt động hàng ngày trong nhà trường. Mặc dù trong cái thời gian nghỉ dịch khá dài, nhưng khi bắt đầu quay trở lại trường thì các phụ huynh đều tiếp tục đăng ký cho các em học sinh uống sữa. Và tôi nghĩ rằng với cái chương trình mà có cái tác dụng tích cực như vậy thì các cấp các ngành nên ủng hộ để có thể triển khai tiếp sau năm 2020. Và hiện nay thì về phía Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Nội, chúng tôi cũng đang tham mưu với lãnh đạo thành phố để tiếp tục triển khai giai đoạn từ 2021 đến năm 2025. Từ kinh nghiệm trong giai đoạn 2018-2020 vừa qua, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng và hy vọng rằng trong thời gian tới, chương trình sữa học đường tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo, các thầy cô,
phụ huynh và các em học sinh thành phố Hà Nội cũng như tất cả các tỉnh thành trên cả nước để chương trình ngày càng mở rộng hơn nữa, để cho hàng chục triệu trẻ em, nhất là trẻ ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn được uống sữa mỗi ngày khi đến trường. Còn với công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk, kể từ khi đặt những viên gạch nền móng đầu tiên cho chương trình sữa học đường, đã xác định làm không vì mục tiêu lợi nhuận. Thông qua chương trình, Vinamilk tâm nguyện nâng niu giấc mơ sữa Việt, chung tay chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước khôn lớn, khỏe mạnh vì một Việt Nam vươn cao.